Long Xuyên thành phố quê tôi là tỉnh lỵ của tỉnh An Giang, thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Long Xuyên được công nhận là đô thị loại 1 được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 23 tháng 7 năm 2020. Thành phố Long Xuyên quê tôi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh An Giang, có vị trí chiến lược, là điểm giao thoa giữa hai khu vực năng động của vùng đô thị trung tâm và tứ giác Long Xuyên. Thành phố Long Xuyên cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 185 km về phía Tây Nam, cách thành phố Cần Thơ khoảng 60 km về phía Tây Bắc và cách biên giới Campuchia 55 km. Thành phố nằm bên bờ sông Hậu và có vị trí địa lý. Phía đông giáp huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp qua một đoạn nhỏ sông Hậu và huyện Chợ Mới. Phía tây giáp huyện Thoại Sơn. Phía nam giáp quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Phía bắc giáp huyện Châu Thành. Thành phố Long Xuyên có diện tích nội thành là 24,4 km2, chiếm khoảng 19,08% diện tích đất tự nhiên thành phố, là một trong những trung tâm đô thị lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố Long Xuyên có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 11 phường: Bình Đức, Bình Khánh, Đông Xuyên, Mỹ Bình, Mỹ Hòa, Mỹ Long, Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thạnh, Mỹ Thới, Mỹ Xuyên và hai xã Mỹ Hòa Hưng, Mỹ Khánh. Mời bạn một lần đến thăm quê tôi.